mẹ em không dễ dàng hồi phục vậy đâu bác sĩ kim đã nói với em ở tuổi bà ấy không dễ hồi phục đâu sao vậy là chuyển qua cho họ rồi à cậu có chắc không chắc không đấy có thật là đã được chuyển cho họ chưa chắc chưa bỏ qua cơ hội này tất cả sẽ chấm dứt Tôi nói là tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt đấy. Mẹ vợ. Vậy thôi được rồi, kiểm tra lại lần nữa đi. Lần này tôi muốn mọi chuyện phải gọn gàng và nhanh gọn. Sao mình phải chất vấn môn hô Cậu ta sắp mất đi cái gì hay sao? Cậu ta đang sợ mất đi cái gì? Rốt cuộc điều cậu ta muốn là gì chứ? Chẳng lẽ bây giờ, chủ tịch không thể nói được sao? Ừ. Tôi không thể đưa ra nguyên nhân chắc chắn. Nhưng tôi nghĩ bà ấy vẫn chưa bị phục hoàn toàn. Bà ấy cũng không thể cử động. chủ tịch tôi nghĩ đó là lý do bà ấy không thể trả lời chúng ta được tôi cứ thắc mắc tại sao cha sơ nghi lại thông báo bà ấy đã hồi phục chủ tịch chưa hồi phục hoàn toàn nếu thông báo như vậy thì không hề gây ra nguy hiểm gì cho bà ta thật ra bà ta đang cố lợi dụng chủ tịch thêm một lần nữa đây mà bà ta đang muốn làm chuyện gì đó tương tự như vậy Em định đưa mẹ đi tập vật lý trị liệu ừ. sao? Vâng, bác sĩ Kim đã nói bây giờ chúng ta có thể giúp mẹ được rồi. Mẹ sẽ cần tập trị liệu thường xuyên, nhưng nếu chúng ta tập giúp cho mẹ mỗi ngày, thì mẹ có thể sẽ hồi phục sớm hơn. Chút nữa em hãy vào. Lúc nãy anh vào đó định nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ ngủ mất rồi. Vậy sao? Mở cửa ra. Mau mở cửa ra. Cô nói gì? Không mở cửa sao? Mau lên, mở cửa ra. Mau mở cửa ra. Rốt cuộc cậu đang làm gì vậy Vậy mới nói Đúng là mất mặt quá Bây giờ tôi phải làm sao Cứ để ông ấy vào nhà đi Mình Thật ra bây giờ cậu đang ở ngoài kia Vì cậu biết chị gái mình tỉnh lại rồi Em nghĩ cậu ấy sẽ đi khỏi đây sao Chị giúp việc cứ mở cửa đi Vâng đại diện Chị à Giám đốc Chị à Cậu Cậu làm ơn yên lặng chút được không Sao cậu lại gào thét vậy chứ Cô còn muốn gì nữa Nếu chị tôi đã tỉnh lại Đáng lẽ tôi phải là người đầu tiên được biết tin đó chứ Sao cô lại giấu Cô không còn là con người Sao cô có thể làm như vậy với tôi Cậu hơi quá đáng rồi đấy Hai người mới là kẻ quá đáng Giám đốc, ông bình tĩnh lại đi Chẳng lẽ bây giờ ông không muốn gặp mặt chủ tịch sao Đúng rồi Chị à Cứ đợi đấy Tôi sẽ tính sổ sau Chị Chị Tôi sẽ đi với ông Chị Chị Trời ơi Chị đã thật sự tỉnh lại rồi Chị tỉnh lại thật rồi chị nghe em nói này chị không cần lo lắng nữa từ giờ em sẽ bảo vệ chị em là mangu em trai của chị đây giám đốc tôi thấy ông nên bình tĩnh lại tránh ra đi cậu cậu sẽ làm mẹ giật mình đấy mẹ cần nghỉ ngơi thêm lần sau cậu tới thăm mẹ đi gì tôi biết cô đóng cửa để tôi không thể vào thăm chị chứ gì thì chị tôi hồi phục thật ra con không làm gì hết mà cậu sao cậu lại nói con như vậy chị chị có biết cô ta đã làm gì không trong lúc chị bất tỉnh thì cô ta đã đuổi em ra khỏi nhà không chỉ có vậy thôi đâu cường trù của em cũng cậu nói vậy vô lý quá con đuổi cậu ra khỏi nhà khi nào chứ Thư ký Bơn, cậu làm chứng đi Cô ta đã đuổi tôi ra khỏi nhà Còn chuyển hết đồ đạc của tôi vào văn phòng cần gì Chuyện đó Cậu, bây giờ cậu còn định bảo thư ký của mình nói dối nữa sao Cậu làm con thấy thất vọng về cậu quá đấy Sao, sao cô dám Cậu, cậu có sao không Cậu có làm gì vậy, mau giúp ông ấy đi Vâng Giám đốc, mau dựa vào tôi đi Cậu, tránh ra Giám đốc, ông có sao không? Tôi không thể tin bọn họ được nữa Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy Trà Sơn Nghi rõ ràng Đang nói dối trước mặt chị tôi Mà không hề chớp mắt Vâng Phó chủ tịch đúng là một diễn viên Bài cứ làm như giám đốc chính là người Đã bị mất trí vậy Bị mất trí Sao Bị mất trí Vậy nếu chị tôi tin lời cô ta thì sao Tôi phải lập tức Giám đốc Ông nên bình tĩnh một chút đi Nếu cứ như vậy Ông sẽ làm tổn thương bản thân mình thêm đấy Không thể để chuyện này xảy ra Lần này cha Sơn Hy Sẽ không thắng được đâu Dĩ nhiên rồi Chúng ta sẽ không để như vậy Bây giờ thì tôi hiểu rồi Thật ra cha Sơn Hy muốn đuổi tôi ra ngoài Vì cô ta đang giấu ân e Cô ta không muốn tôi biết chuyện chị tôi đã tỉnh lại Nhất định cô ta sẽ không thoát được đâu Giám đốc định làm gì Thì nói chị tôi nghe mọi chuyện Sao Bây giờ sức khỏe chủ tịch cha ốc xin sao rồi Mặc dù bái đã tỉnh Nhưng lúc này bái lại không thể cử động được Vậy bà ấy có biểu lộ cảm xúc gì không? Em cũng không rõ, nhưng em nghĩ bây giờ bà ấy có thể nháy mắt và cử động ngón tay. Cũng may, sau 4 năm thì bà ấy cũng đã tỉnh lại rồi. Nhưng dù sao bà ấy cũng không biết chuyện gì đang diễn ra. Bà ấy không thể cử động, nên người có thể nói chuyện với bà ấy chỉ có gia đình của cha Sơn Hy thôi. Vậy là bà ấy không biết gì về cô ân ừ, e rồi Chắc là không biết đâu Chiêu An và em vội quá, quá nên phải rời khỏi đó Bọn em không có cơ hội nói với bà ấy chuyện này Chúng ta phải tìm được ân e Và nói thông cho, thông cho thông chủ tịch nghe chuyện này Cô nói đúng rồi đấy Bà nội, con là Dê Chun đây Con gọi để chúc bà tối nay ngủ ngon Dê Chun cũng tới giờ đi ngủ rồi Vâng, con sẽ đi ngủ ngay sau khi con vẽ xong Con đang vẽ cái gì vậy? ước gì bà có thể nhìn thấy vậy để con gửi cho bà xem chăm con vẽ nhé thật sao vâng để con chụp hình gửi qua cho bà xem nhé vậy thôi con chúc bà ngủ ngon còn cũng vậy nhé <laughs> mẹ, bác, bà nội, ừ, bác Vân, một người bà. Dây chun của bà đúng là một họa sĩ <laughs> giỏi. Một người bà Đó là ai vậy? Dây chun à? Đã tới lúc con phải đi ngủ rồi. Con biết rồi. Hôm <laughs> nay con lại vẽ tranh à? Vâng. Đây là mẹ, đây là bác, đây là bà nội, đây là bác bơn và bà nữa đấy. Hóa ra là vậy. Nhưng tại sao bà đó lại khóc? Bởi vì bà lúc nào cũng buồn. Con thấy bà buồn sao? Con thấy bà xuất hiện trong giấc mơ của con và bà đang khóc. Mẹ, khi nào thì bà quay lại? Con nhớ bà lắm bà ấy sẽ sớm quay lại đây thôi mẹ cũng nhớ bà ân e nhiều lắm con à con à còn tôi... Trung Uân ừ, à, em không, em, không em không sao thật chứ? Gì? Em ư? Em đã kết thúc với Hồng Su nhưng vẫn phải gặp cậu ta rồi. trong công ty. Ừ. Em đã hứa là sẽ không sao rồi mà. Em sẽ cố gắng giữ khoảng cách với anh Su Hước. Chị Bơn đâu? Chị ấy đi làm rồi sao? Ừ, ừ. chị ấy đi từ sáng rồi vậy sao bà đang làm gì vậy sao bà lại đi theo tôi chứ bà theo tôi đi suốt hành lang sao không phải không phải như vậy đâu bà chính là người đã tìm thấy hoa tai của tôi bà đã nói không muốn đền đáp mà chẳng lẽ bây giờ bà lại đổi ý rồi sao bà muốn nhận tiền à không phải không phải như vậy đâu tôi thấy tất của cô bị sách tôi sẽ mua cho cô đôi khác nhé bà nói thật sao được thôi nếu vậy thì cảm ơn bà gì vậy Chị Bơn ừ. Chị có sao không? Có chuyện gì vậy? Không sao Tôi không sao Nhưng trương Uân à Cô đang làm gì vậy? Chuyện đó Em vẫn chưa nói với mọi người Em sẽ bắt đầu làm việc ở đây Vậy chẳng lẽ Cô quay lại với ông Su hức? Không phải Em không quay lại vì anh ta đâu Em nhận được công việc là làm trợ lý làm trợ lý Vâng, em là trợ lý cho bếp trưởng mới nổi do tập đoàn Đê Chương thuê Tên là China Kim Sao? Tên là China Kim Cô Trông Nguồn, cô có thể nói lại không? Cô làm trợ lý cho ai? Anh Chi Oan Cô có chuyện gì vậy? Sao cô lại quyết định làm trợ lý cho China? Chuyện đó Chị nào có đề nghị với tôi Cho nên tôi Cô ta đề nghị gì Tôi chắc chắn cô không tự nguyện làm chuyện như vậy đâu Tôi không có ý định chấp nhận Nhưng tôi cũng không bị ép buộc để làm vậy Tôi tự nguyện làm vậy mà Anh Chiêu An Nhưng tại sao cô lại đồng ý chuyện đó chứ Không lẽ Đó là điều kiện Vì lần trước cô ta đã giúp cô Tìm ra cô ân e sao Giờ em đang ở đâu? Để làm gì? Em còn hỏi nữa sao? sao? Giờ em đang ở đâu? China, em, ở sau anh này. China, em... Em chắc anh đã nghe Nhân nói cô Trương Uân sẽ là trợ lý cho lý em không? rồi. Rốt cuộc em đang nghĩ gì vậy? Em chỉ thấy cô ấy rất có tài nên đã đưa ra đề nghị. Cô ấy rất có kinh nghiệm và dự án của cô ấy cũng rất thành công em nghĩ em cũng sẽ có lợi từ tài năng của cô ấy nên đã thuê cô ấy có chuyện gì sao em chỉ đang lấy cớ thôi lý do thật sự là gì anh chị oan đúng là hiểu rõ mình anh đã biết lý do rồi mà được rồi em làm vậy vì cô ấy là người anh thích thì sao em thật là em muốn biết cô là người phụ nữ như thế nào em cần biết đối thủ của mình là ai thì mới giành lại anh được chứ Em <laughs> nghĩ làm vậy sẽ khiến anh quay về bên em Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra Anh đừng nói trước chuyện gì Anh suy nghĩ đi Khi chúng ta chia tay Anh có từng nghĩ chúng ta sẽ đứng đây nói chuyện không Chắc chắn là chưa từng nghĩ tới rồi Được Bây giờ con sẽ tới ngay Hôm nay em hơi bận Hẹn gặp anh sau nhé, Chiu An Ai... Lúc nãy bác định nói chuyện này với con, nhưng con có thể suy nghĩ lại chuyện để Jun-cheng Quân làm trợ lý của con không? Bác đã đồng ý điều kiện của con rồi mà, chúng ta đã đồng ý thuê cô ấy làm trợ lý của con, đúng là vậy. Nhưng mà con sẽ không thay đổi ý đâu. Xin bác đừng cố khuyên nhủ con. Ở đây còn nhiều người có tài năng nữa mà. Sao cứ nhất thiết phải là cô Jun Chung Won chứ? Bởi vì đó là cô Jun Chung Won thôi. Người phụ nữ mà anh Chi Wan thích. Sao? Chắc giờ này cô Chung Won cũng tới làm rồi. Chị Mau đi thôi. Không lẽ bác không định giới thiệu con với đội của mình sao? Đây là cô China Kim, quản lý mới của đội dự án thực đơn. thuê cô ấy rất khó khăn, nên tôi hy vọng mọi người sẽ nghe cô ấy hướng dẫn. Rất vui được gặp mọi người. Rất mong được hợp tác với cả đội. Tôi xin giới thiệu, cô Jun Chung Won. Mọi người biết nhau chứ? Cô ấy sẽ là trợ lý mới của tôi. Xin chào mọi người. Quản lý China Kim Mong là cô sẽ nỗ lực hết mình Tôi sẽ không để phó chủ tịch thất vọng đâu Bác thấy con lúc nào cũng tự tin Đó chính là lý do bác thích con Giám đốc không Tôi muốn anh giúp đỡ cô ấy Ngoài công việc ra Thì cô ấy sẽ gặp khó khăn khi thích ứng với môi trường ở nước ta Anh cũng nên giúp đỡ cô ấy Vâng Còn cô China Đừng ngại nhờ giám đốc không giúp nhé Cậu ấy sẽ lo cho cô Vâng, tôi biết rồi Vậy mọi người làm việc đi Cảm ơn anh nhé Đi Để thôi, tôi. tôi sẽ đưa cô về Tôi không sao đâu Nhưng tôi thì có sao đấy Không ngờ <laughs> Jun Chung Un lại quay về theo đánh giá từ cái nhìn của China dành cho Jun Chung Un, mình nghĩ chắc China còn có mục đích khác trong chuyện này. Phó Chủ tịch, chẳng lẽ bà định để Jun Chung Un làm trợ lý cho China Kim thật sao? Đó là điều kiện trong hợp đồng, nên tôi phải tuân thủ thôi. Mặc dù mình không biết China định làm gì, nhưng có lẽ mình sẽ có lợi trong chuyện này. Tôi nghĩ Phó Chủ tịch đang muốn kết đôi hai chúng ta với nhau. Đó là mong muốn của mẹ tôi Nhưng dù sao Cả hai cũng đều có người mà mình thích rồi Đó là lý do chúng ta làm việc cùng nhau Và là cách mà Jun Trương Uân được thuê vào Tôi biết ơn cô đã đưa Trương Uân quay lại công ty Cô đã giúp tôi một việc Tôi chắc cô cũng muốn gì đó từ tôi Bắt đầu từ việc nắm giữ trái tim Trương Uân Đó là cách mà anh sẽ giúp tôi có người đưa cái này cho cô tôi cũng không biết là gì là ai vậy thật ra tôi cũng không biết nữa tôi không phải người trực tiếp nhận gì vậy người phụ nữ này đúng là kỳ lạ còn không lấy tiền của tôi tôi nghĩ tối nay chúng ta nên ra ngoài ăn mừng vì đội chúng ta từ bây giờ đã có quản lý mới rồi không phải tối nay đâu chúng ta sẽ rời ngày lại sau chúng ta mau bắt đầu họp thôi nhớ thông báo mọi người biết đấy Vâng, tôi biết rồi, quản lý. Thật ra, tôi đã xem tất cả những dự án mà tập đoàn Đê Dương làm trước khi tôi tới đây nhận việc. Nhưng thứ khiến tôi thích thú nhất chính là món ăn có vi khuẩn lên men. Cô muốn tạo thực đơn dựa trên thực phẩm dầu vi khuẩn lên men. Đúng. Tôi muốn vào tuần tới, cô o làm cho tôi một bản báo cáo về thực phẩm dầu vi khuẩn lên men trên thị trường hiện nay. Vâng tôi biết rồi. Cô Jun Chung Won, tôi muốn cô viết cho tôi một bản báo cáo cho dự án của đội TF và nộp cho tôi vào ngày mai. Ngày mai luôn ư? Phải. Cô có vấn đề gì sao? Không có. Vậy ngày mai tôi sẽ chuẩn bị xong. 윤정원 씨, 그거 다 끝내려면 밤새야겠네. 팀장님이 윤정원 씨한테 시킨 거라 우리가 도와줄 수도 없고. 먼저들 가세요. 가자. 고 응. lên n h vâng anh chịu ăn <laughs> ăn tối sao thật ra tôi vẫn chưa ăn anh đang ở đâu bây giờ sao tôi biết rồi tôi sẽ tới đó ngay tôi xin lỗi chuyện lúc nãy tôi chắc là cô không thể từ chối lời đề nghị của china không có gì tôi nên bàn bạc với anh trước mới phải tôi xin lỗi nếu như chuyện khó khăn quá thì cô không cần phải làm đâu tôi sẽ nói với cô ấy giải quyết vụ này tôi đã nói rồi mà cô ấy không ép buộc tôi làm vậy cho dù tôi cảm thấy không thoải mái lắm nhưng tôi phải quay lại làm thực đơn và thực phẩm mới nữa đó là công việc của tôi mà tôi thích công việc này lắm nếu được như vậy thì tốt rồi Bây giờ chủ tịch đã tỉnh lại rồi Vậy bà ấy có định quay lại không? Có lẽ không phải ngay lúc này Nhưng chắc là có rồi Không biết liệu lúc tỉnh lại Bà ấy có điên cuồng đi tìm ân em nữa không? Tôi cũng lo chuyện đó Sau khi gặp chủ tịch Tôi bắt đầu hiểu được cảm giác của người mẹ có một mối quan hệ đặc biệt với con mình Dù cho hai người có bị chia cách Người mẹ vẫn luôn, luôn hướng về con Tôi cũng từng có một người mẹ rất yêu tôi và nuôi tôi khôn lớn. Nhưng có lúc tôi cũng thắc mắc về mẹ ruột của mình đang ở đâu. Chẳng lẽ cô không biết gì về mẹ ruột của mình sao? Vâng. Vậy tại sao cô lại không đi tìm bà ấy? Chuyện đó đáng sợ lắm. Ý cô nói đáng sợ là sao? Thật ra, tai nạn của chồng tôi xảy ra vì anh ấy rời khỏi công ty để tìm mẹ ruột cho tôi sau đó tôi cũng không chắc liệu mình có nên đi tìm mẹ ruột không nữa sao cô lại nghĩ như vậy chứ tôi cũng không biết chỉ là cảm giác như nếu tôi đi tìm bà ấy thì sẽ có chuyện gì đó xấu xảy ra với tôi điều đó khiến tôi thấy sợ lắm Đừng nói những lời như vậy Đây không phải lỗi của cô Sao cô lại tự trách bản thân Cô Trương Uân không làm gì sai hết Cho nên sau này Xin cô đừng bao giờ nghĩ như vậy Chúng ta mau ăn thôi Anh về rồi à? Anh bị làm sao vậy? Có chuyện gì phải không? Mừng Xu à? Hai chúng ta có thể âm thầm tìm mẹ ruột của cô Trương Uân không? Giám đốc, anh lại muốn làm thiên thần bảo hộ hay gì đây? Nếu có thể tìm được thì tôi cũng muốn giúp. Giám đốc, anh điều tra giúp tôi đi Mương Su, Tôi thật sự muốn cô ấy đoàn tụ với mẹ ruột của mình. Mương Su à, anh lúc nào cũng bảo tôi làm hết thôi mà hãy giúp tôi đi thôi đi tôi cũng đã lâu không gặp mẹ rồi Mẹ ruột của Trương Uân, Bệnh viện Tim Mapo, hồ sơ trại tế bẩn ở ân pi ương được chuyển sang trại tế bẩn thiên thần ở Yêu Trương Bu. Thật ra, chuyện đó, anh không cố gắng làm gì hết. Anh chỉ muốn giúp Trương Uân tìm được mẹ ruột thôi. Thật sự, rất cảm ơn và xin lỗi anh, nhưng tôi sẽ tự lo chuyện này tôi không muốn anh can thiệp vào chuyện của tôi nữa giám đốc không đang tìm mẹ ruột của jun chung won sao Nhân hình như jun chung won có vẻ không thích chuyện này lắm tôi thấy cái này nằm trên bàn của giám đốc nên tôi đã sao chép lại một bản đưa cho bà làm tốt lắm. Giờ cô đi được rồi. Đấy. Vâng. Anh sẽ cố gắng tìm ra mẹ ruột cho em, Trương Uân. Anh nghĩ là tới bây giờ, bà ấy vẫn còn cảm giác áy náy với em. Nếu xu Hớp biết được ân e là mẹ ruột của cô ta thì sao? Và nếu như Trương Uân biết được, không được. Không được. Không thể như vậy Đó, Chị Trường Hoa có thể giúp tôi không? Tôi, tôi thật sự muốn giúp Trương Uân tìm ông được ông mẹ ruột của mình. Không được. Tôi rất biết ơn khi cậu nói như vậy. Nhưng tôi biết giúp bằng cách nào chứ. Chắc chắn Trương Uân cũng không thích vậy đâu. Chi tiết nhỏ nào cũng được, chỉ cần một chút manh mối để tìm là được rồi. Chính vì Trương Uân không muốn tôi giúp đỡ, cho nên tôi mới hỏi ý chị Trương Hoa. Tôi chỉ vì cô Trương Uân thôi. Tôi muốn hai người họ có thể đoàn tụ với nhau. Đúng vậy Chuyện này là tốt cho Trương Uân Mình cũng không nhờ cậu ta tìm bái giúp Trương Uân Cậu ta tự đi tìm thôi mà Alo, chị Trương Hoa Thật sao? Chị đã có manh mối rồi sao? ừ thật ra mẹ ruột anh ấy đã tới seoul theo như hướng dẫn trên tờ rơi mà chúng tôi có tôi nghĩ chắc đây là manh mối tôi hy vọng cái này sẽ dẫn tới chỗ mẹ ruột cô ấy được được tôi tới ngay được manh mối để tìm mẹ của yun chương uôn đó có thể là gì phải làm sao nếu xu hớp biết được chuyện này Chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thường Kỳ Trân là tôi. Có ai giúp tôi với? Có ai không? Có ăn cướp? Có ai giúp tôi với? Không, không, phải làm sao đây? Tôi vừa bị cướp mất túi sách. Tờ rơi nằm trong túi sách đó. Phải làm sao đây? Hả? Tôi không có bản sao. Phải tính sao đây? Mau lên. Hắn ta ở đâu? Lối này. Đây là những thứ tìm được trong túi của Jun Trương Hoa. tôi đã báo cảnh sát chúng ta sẽ kiểm tra camera khu vực đó sẽ sớm tìm ra hắn thôi cho nên chị đừng lo lắng nữa chị trương hoa không được đâu bây giờ tôi không thể về nhà tôi sẽ chở cậu ở phòng chúng ta sẽ cùng nhau đi xem camera an ninh chúng ta phải tìm cho ra tên cướp tôi biết rồi vậy thôi chào cậu chị Chị đang nói gì vậy? Chị bị cướp túi sách à? Trương Nguồn à, chuyện đó... Thật ra thì... Đây là... Tờ rơi mà mẹ mình đã làm để tìm ân e. Nếu Su Hớp nhìn thấy cái này, nó sẽ biết được ân e là mẹ của Jun Trương Uôn. Mẹ! hả mẹ đang cầm cái gì vậy? sư yoga? mà sao mà?